Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình và mình sẽ tưới phân cho cái chậu Dendro Xuân. Chậu này mình kích hoa ngày 17 tháng 9, hôm nay là được 44 ngày và hoa nó vừa mới bung lụa nha mọi người. Thì mình chia sẻ cho mọi người luôn, tức là mình ở miền Nam và khí hậu miền Nam thì rất nóng. Mình chia sẻ để cho mọi người kích hoa cho nó đúng nở đúng Tết nha mọi người. 44 ngày mà hoa này nở, có thể nếu mà mình chăm sóc tốt có thể 1 đến 2 tháng mới tàn. Cho nên các bạn có thể kích trước khoảng 40 ngày đi ha, để trừ mình chừa Tết nó khoảng 44 ngày nó nở thì mình tính khoảng mình lùi lại á các bạn, mình lùi lại Tết khoảng mình tính còn khoảng 44 ngày thì mình trừ lại còn 44 ngày nữa đến Tết là mình kích. Thì mình sẽ kích sớm hơn một vài ngày. Ví dụ còn 50 ngày nữa đến Tết mình sẽ kích, thì đến Tết nó sẽ nở được 3-4 ngày, nó sẽ rất là đẹp. Thì ví dụ mình kích còn 50 ngày nữa đến Tết á, thì là đến Tết nó đã nở được 4-5 ngày, nó sẽ đẹp hơn vầy. Còn này là nó mới vừa bung lụa xong mọi người. Cái này là Dendro Xuân nha mọi người. Dendro Xuân ấy thì nó rất là rẻ thôi chứ cũng không có mắc gì đâu, nhưng mà hoa thì rất là đẹp luôn. Tên lại tên Dendro Xuân nữa ha các bạn ha. Thì hoa này á mình có kích là ngày 17 tháng 9. Mình bơm thuốc kiwi xanh, mình có làm video chia sẻ cách kích hoa luôn nha mọi người. Chút xíu nữa mình sẽ chèn cái video mình kích hoa của cái chậu này ở cuối video. Nếu bạn nào mà muốn làm theo á, các bạn có thể bấm vào xem nhé. Và mình cũng nói luôn là trước khi kích hoa là mình phải cắt nước 2 ngày, và sau khi kích hoa mình cắt nước 2 ngày. Mình bơm kiwi xanh vào đó. Nếu mà các bạn cắt 3-4 ngày sau khi kê bơm thuốc ấy, thì các bạn không cần phải bôi keo liền sẹo đâu. Mình không bôi keo liền sẹo này vì mình kích xong 3 ngày sau mình mới tưới nước, cho nên mình không cần phải bôi keo liền sẹo. Và sau khi kích á, các bạn vẫn chăm sóc bình thường. Để muốn có vòi hoa đẹp thì mình vẫn phải tưới phân kích hoa. Tưới phân kích hoa ở đây nhằm mục đích thứ nhất là nó dưỡng cây các bạn, thứ hai là nó đủ dinh dưỡng để nó ra hoa. Nó ra hoa thì cây nó không bị mất sức các mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tưới để chăm sóc những cái vòi hoa này để nó được bền hoa và bền màu hơn và màu sắc đẹp hơn. Nó vẫn đủ đạm, lân và kali cân bằng nhau, đủ dinh dưỡng để cây nó hấp thu được lượng phân tốt nhất, để sau khi mà chơi hoa xong nó không bị suy kiệt cây á mọi người. Thì mình sẽ tưới bổ sung cho nó là mình vẫn tưới 20 đều này các bạn. 20 đều thì mình, tại vì nó đang có cây con nên mình bắt buộc phải tưới cả đạm lân và kali cân bằng nhau ha. Nó đang có những cái mầm gốc á, cho nên mình sẽ chăm sóc để những cái mầm gốc này tiếp tục phát triển. Bây giờ thời buổi khoa học tiên tiến rồi, rất là nhiều loại phân luôn, cho nên là những cái mầm gốc này phát triển thắt ngọn thì mình lại bắt đầu kích hoa chơi tiếp, chứ không phải chờ đến mùa xuân ha mọi người. Và đặc biệt để cây Dendro Xuân có kết quả hoa đẹp nhất là chúng ta phải treo chỗ giàn thì chúng ta đủ nắng nha các bạn. Tức là nó ưa nắng rất là nhiều. Nó ưa nắng giống lan đùi gà các bạn. Nó có thể chịu nắng được tới 90% luôn á. Nếu mà thuần tốt là có thể 100%. Nên các bạn kích hoa mà treo ở chỗ mát, nó không hình thành vòi hoa mà nó lại hình thành ki giống vậy này các bạn. Nó sẽ không thành hoa mà nó sẽ thành ki nha. Nó khó đậu hoa giống vậy lắm, nhưng nó sẽ đậu ki. Đó, năm ngoái mình treo ở chỗ mát mình đã thử nghiệm rồi ha. Ý là giàn nó hơi mát thôi, nó ít thời gian nắng nó ít á. Cây muốn có kết quả nở hoa mà đậu hoa tốt nhất á thì là nắng buổi chiều, còn hấp thu năng lượng tốt nhất là nắng buổi sáng. Đó là theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Nhưng mà nếu mà giàn nhà các bạn mà treo đủ nắng cả ngày á thì cây sẽ rất là đẹp ha mọi người ha. Đó, thì hôm nay mình sẽ tưới 20 đều, mình sẽ tưới 1 gram thôi. Mình thường là cho ăn ít thôi, nhưng mà ăn nhiều lần còn hơn là ăn nhiều mà ăn nhiều lần một lúc nó sẽ bị bội thực đó các bạn. Cho nên mình không có tưới đậm đặc lắm đâu nha mọi người. Mình chỉ pha tỷ lệ là 1 gram 1 lít nước thôi. Và mình sẽ thêm vào đó là 1C B1 để làm chất lưu dẫn và hấp thụ lượng phân nhanh hơn. Và B1 sẽ tránh để giúp tiêu thụ đạm và tránh bị đen đầu rẽ, và mình sẽ cho vào đó kích thích sinh trưởng rất là ít thôi. Mình chỉ cho vào đó là 4 giọt Atonic thôi nha mọi người. Nếu mà các bạn thường xuyên tưới Atonic thì một tháng không quá 4 lần nha mọi người. Tưới nhiều quá cây nó sẽ sinh trưởng nhanh á, thì nó sẽ cái gì quá cũng không tốt mà các bạn, nó lớn quá nhanh quá thì nó sẽ gây ra bệnh thối nhũn và dễ gục ngã. Mình phải cho cân bằng lại.
bổ sung thêm vi lượng cho nó nữa. Vi lượng là canxi và bo này, magie, đồng, sắt, kẽm vậy đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tưới phân nhé các bạn nhé. Mình đã xả sơ qua rồi, mình tưới phân thì mình tưới vào buổi sáng thôi mọi người. Cây đang có hoa thì mình phải tưới né hoa ra nhé các bạn nhé. Tưới né hoa ra để cho nó, mình chỉ tưới từ cái chỗ con hoa này đổ xuống thôi. Tưới vào hoa nó sẽ rất nhanh tàn, sẽ rất là phí ha. Phân này mà vô hoa là sẽ rất nhanh tàn. Mình quan trọng nhất là mình tưới đắm bộ gốc để cho bộ gốc này nó thẩm thấu và nó công thức này là cũng có cái rễ luôn rồi đó nhá mọi người. B1 và Atonic sẽ làm rễ luôn ha. Thì đó là những cái gì mà chăm sóc cây khi nó đang có hoa mà mình đang chơi hoa đó mọi người. Thì bây giờ thì có thể một tuần mình tưới phân cho nó một lần để cho nó nuôi hoa này và hoa sẽ bền độ bền hơn ha mọi người. Còn nếu chúng ta không tưới phân cũng chẳng sao, nhưng mà khi chúng ta chơi hoa xong thì cây nó sẽ cạn kiệt luôn, nó sẽ rất là yếu và những cái mầm gốc của chúng ta đây thì nó sẽ không phát triển được. Đó là ý là nó phát triển nhưng mà nó yếu ớt lắm, nó không đủ năng lượng á mọi người. Cây này là mình thuộc dạng mà mình ép hoa cho nên mình tưới ít đó mọi người. Mình vẫn tưới ngày phun sương và sáng mình tưới sơ, nhưng mà mình tưới ít để thuộc dạng bắt buộc nó phải ra hoa chứ mình không cho nó ra kỳ đó các bạn. Chứ không là nó lại ra kỳ thì mình đang thích hoa mà mình kích kỳ nó kích hoa nó lại ra kỳ á. Thì mỗi cuống hoa mà được 5 hoa như thế này mình thấy cũng rất là đạt rồi đó các bạn ạ. Rồi chúc mọi người thành công nhé. Để kích hoa nở Tết ở miền Nam tức là phải 45 ngày nhá. Từ lúc mình bơm thuốc vào là đúng 45 ngày là hoa nở nha mọi người. Các bạn có thể ví dụ còn 50 ngày nữa Tết thì các bạn nên kích đi ha. Là khu vực miền Nam nhá, còn miền Bắc thì có thể lùi lại 5 ngày. Miền Bắc trời mát hơn, nhưng miền Bắc thì mình không dám khẳng định đâu nha, thiếu nắng mình không dám khẳng định là nó có hoa đẹp được như vậy không á mọi người. Rồi chúc mọi người thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mọi người thấy video của mình hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha các bạn.